Tới thời điểm hiện tại, bà Kamala Harris đang được coi là một đối thủ nặng ký mà ông Trump không dễ dàng lật đổ. Sau những sự cố vạ miệng chả mấy tốt đẹp ấy của ông Donald Trump, dường như phía đảng Cộng Hòa phải liên tục chắp tay cầu nguyện để vượt qua những cơn bão dư luận. Bên cạnh việc đội ngũ tranh cử thuộc đảng Cộng Hòa của Donald Trump còn phải ra sức vật lộn để đối phó với những chiến lược mạnh mẽ của bà Harris trên đường đua vào Nhà Trắng. Mặt khác, lại phải nỗ lực kiềm chế các phát ngôn của ông Trump. Sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố thay Tổng thống Joe Biden đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống năm 2024, Đảng Cộng Hòa đã phải nhanh chóng xây dựng chiến lược mới để đối phó bà Harris. Sau đó, Cộng Hòa cũng phải nỗ lực để kiềm chế cựu Tổng thống Donald Trump khỏi những sự cố vạ miệng. Theo hãng tin Reuters, trước khi bà Harris ra tranh cử, chiến dịch tranh cử của ông Trump vô cùng tự tin với tầm nhìn về một chiến lược quốc gia mở rộng sẽ dẫn đến chiến thắng vang dội vào tháng 11. Ông Corey Lewandowski, cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống Trump, nói với Reuters, "Cuộc đua đã đổi. Rất nhiều người trong chúng tôi muốn chạy đua với Tổng thống Joe Biden. Chúng tôi từng cảm thấy rất tốt về cuộc đua này." Mặc dù đã lường trước khả năng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thay Tổng thống Joe Biden ra tranh cử, nhưng giờ đây, đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đang phải vật lộn để đối phó với khởi đầu mạnh mẽ của bà Harris sau khi bà tuyên bố tranh cử Tổng thống năm 2024 vào cuối tháng trước. Các nguồn tin thân cận với đội ngũ tranh cử của ông Trump chỉ ra 3 vấn đề khiến họ chậm đưa ra chiến lược mới để đối phó với sự bứt phá của bà Harris. Đó là 1. Sự chậm trễ trong việc tung ra các quảng cáo để tấn công các điểm yếu của bà Harris. 2. Sự nghi ngờ giữa một số nhà lãnh đạo và nhà tài trợ của Đảng Cộng Hòa về việc lựa chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance làm phó tướng của ông Trump. 3. Sự lo ngại về những động thái khó đoán của ông Trump trong việc tấn công đối thủ. Một số nguồn tin cũng cho biết họ có ý chờ xem bà Harris chọn ai làm phó tướng rồi mới tung ra các đòn tấn công. Trả lời phỏng vấn Reuters, 12 nhân viên, cố vấn và nhà tài trợ của chiến dịch tranh cử của ông Trump nói rằng họ đang thiết lập một chiến lược mới khi phải đối mặt với một ứng cử viên dân chủ trẻ hơn, năng động hơn, người đã tiếp thêm sinh lực cho đảng Dân Chủ và huy động được hàng trăm triệu đô la Mỹ chỉ trong thời gian ngắn. Một số nguồn tin thân cận với cựu Tổng thống nói với tờ The Guardian rằng đội ngũ tranh cử của ông Trump thừa nhận rằng họ có thể thua vào tháng 11 năm 2024 nếu cuộc bầu cử được quyết định dựa trên cảm xúc và năng lượng. Mối lo ngại này đã gây ra rạn nứt trong nội bộ Đảng Cộng Hòa khi một số đồng minh MAGA làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, chỉ trích các cố vấn chính trị của ông Trump vì đã điều hành một chiến dịch có thể quá yếu kém về mặt cấu trúc để có thể giành được sự ủng hộ ở các bang chiến trường. Chính vì vậy, các cố vấn cho đội ngũ tranh cử của ông Trump cho biết họ đang điều chỉnh chiến lược để bảo vệ tỷ lệ ủng hộ ở các tiểu bang từng được coi là an toàn đối với Đảng Cộng Hòa và thu hẹp tham vọng của Đảng Dân Chủ với bản đồ chiến thắng bầu cử. Trước đây, các cố vấn hàng đầu của cựu Tổng thống Trump từng nhận thấy cơ hội giành chiến thắng vang dội ở các bang xanh nghiêng về Dân Chủ như Minnesota và Virginia. Tuy nhiên, việc Phó Tổng thống Harris gia nhập cuộc đua Nhà Trắng đã buộc Đảng Cộng Hòa phải tập trung vào con đường hẹp hơn để giành cho được chiến thắng ở các bang chiến trường dao động, đặc biệt ở các bang quan trọng như Pennsylvania và Georgia, vốn có ảnh hưởng mang tính quyết định đến kết quả chung cuộc. Đội ngũ tranh cử của ông Trump cũng đang vạch ra chiến lược nhằm cố gắng mô tả bà Harris và phó tướng của bà, thống đốc bang Minnesota Tim Walz, là những người theo tư tưởng cấp tiến nhất. Với ông Walz, chiến lược hiện tại của phe ông Trump là nói rằng ông Walz đã đưa ra các chính sách cấp tiến với tư cách là thống đốc Minnesota, tập trung vào cách ông Walz ủng hộ việc chăm sóc y tế cho người chuyển giới, phê duyệt luật toàn diện về biến đổi khí hậu và đưa quyền phá thai vào luật. Theo The Hill, ngày 12 tháng 8 năm 2024, Đảng Cộng Hòa đang thuyết phục cựu Tổng thống Trump tập trung vào các chính sách mà ông vạch ra trong cuộc đua vào Nhà Trắng, thay vì liên tục chỉ trích Phó Tổng thống Harris.
Đảng Cộng Hòa khẳng định họ có thể giành lại Nhà Trắng vào tháng 11 năm 2024 nếu cuộc bầu cử là về các vấn đề như nhập cư và kinh tế. Nhưng họ lại lo ngại ông Trump có những phát ngôn gây phản tác dụng và không cần thiết. Một cựu quan chức Nhà Trắng dưới thời ông Trump nói với The Hill, các vấn đề hàng đầu của cử tri hoàn toàn có lợi cho ông Trump. Trong 70 ngày cuối cùng này, đó sẽ là chìa khóa, bởi vì tôi nghĩ khi nói đến các vấn đề quan trọng như nhập cư, kinh tế thì chắc chắn là những vấn đề lớn nhất và những vấn đề đó có lợi cho ông Trump. Ông Trump cũng thỉnh thoảng tấn công Phó Tổng thống Harris về vấn đề nhập cư và gọi Phó Tổng thống là Sa Hoàng biên giới. Tuy nhiên, theo The Hill, chiến lược này bị lu mờ trước những thông điệp bất nhất của ông Trump. Kể từ sau khi Phó Tổng thống Harris tuyên bố tranh cử, ông Trump đã khiến các đồng minh tức giận vì thiếu tính nhất quán trong thông điệp tranh cử. Khi đó, cựu Tổng thống đã tấn công bà Harris về nguồn gốc của bà, hay cáo buộc bà ngụy tạo những đám đông dự các sự kiện tranh cử và thậm chí chỉ trích thống đốc Đảng Cộng Hòa của bang Georgia. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cũng khuyên rằng ông Trump nên ngừng đặt câu hỏi về quy mô đám đông trong các cuộc vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris và thay vào đó là tập trung vào bà với tư cách là một ứng cử viên. Ông McCarthy cho rằng ông Trump cũng nên chỉ trích bà Harris về vấn đề lạm phát, lưu ý rằng Phó Tổng thống là lá phiếu quyết định về các dự luật quan trọng đã định hình nên chính quyền Biden-Harris. Cựu Chủ tịch Hạ viện cũng thúc giục ông Trump chỉ trích Phó Tổng thống Harris vì đã thay đổi lập trường về một số quan điểm chính sách trong vài năm qua. Dù vậy, đội ngũ tranh cử của ông Trump phản bác với những bình luận cho rằng cựu Tổng thống thiếu tính nhất quán và cần phải thay đổi cách tiếp cận. Thư ký báo chí của ông Trump, bà Caroline Levitt cho biết, Tổng thống Trump là một chiến binh không bao giờ lùi bước và chiến dịch của chúng tôi là một cỗ máy kỷ luật, hoạt động trơn tru theo sự dẫn dắt của ông ấy. Đội ngũ tranh cử của ông Trump và của bà Harris đang có bất đồng về một quy tắc cho cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp do đài ABC News tổ chức vào ngày 10 tháng 9 năm 2024 tới. Ông Trump đã lần thứ hai nói rằng ông sẽ tham gia cuộc tranh luận tổng thống với bà Harris và theo lời ông thì câu hỏi về việc liệu micro có bị tắt tiếng khi ứng cử viên không phát biểu hay không đã được giải quyết, theo tờ New York Times. Ông Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social rằng các quy tắc của cuộc tranh luận sẽ giống như cuộc tranh luận gần đây nhất của đài CNN, có vẻ như diễn ra tốt đẹp với tất cả mọi người, ngoại trừ có lẽ là Tổng thống Biden. Trong khi đó, phía bà Harris cho biết vấn đề liệu micro có bị tắt tiếng hay không vẫn đang được thảo luận, chưa được thống nhất. Đại diện ABC News chưa đưa ra bình luận. Có thể thấy, mối lo lớn nhất của Đảng Cộng Hòa hiện tại là làm sao điều chỉnh được những kế hoạch, chiến lược tác chiến giúp Donald Trump có thể dùng nó lật đổ được bà Harris. Cùng với đó là sự phiền não về việc ông Trump khi chẳng tập trung mấy vào việc chính sự mà chỉ thích tạo ra drama gây hỗn loạn. Tuy nhiên, trong một trận chiến nào cũng vậy, không thể nào chỉ có sự cố gắng từ một phía mà có thể chiến thắng. Cuộc đua vào Nhà Trắng còn ngắn hay dài, có lẽ còn phải tùy thuộc vào nỗ lực còn lại của Donald Trump. Theo The Hill, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết, không có hộp hay vật nâng nhân tạo nào được sử dụng trong cuộc tranh luận sắp tới của tôi với bà Kamala Harris. Trước đây, chúng tôi đã nói điều này với cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg khi ông ấy tham gia tranh luận và ông Bloomberg không được phép sử dụng bục nâng. Đó là một dạng gian lận và Đảng Dân Chủ đã gian lận đủ rồi. Ông Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc tranh luận tổng thống với đối thủ Kamala Harris tại Philadelphia vào thứ Ba ngày 10 tháng 9 năm 2024. Chiến dịch tranh cử của hai ứng viên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã tranh cãi qua lại về các quy tắc tranh luận. Theo đó, chiến dịch tranh cử của bà Harris muốn bật micro khi đối thủ phát biểu, phá vỡ các quy tắc đã thống nhất, đã được ông Trump và Tổng thống Joe Biden thống nhất trước đó. Tuy nhiên, sau cùng, hai bên đã nhất trí về bộ quy tắc tranh luận trong tuần này. Cựu Tổng thống đã thắng trong trò tung đồng xu và chọn đưa ra tuyên bố kết thúc cuộc tranh luận, còn bà Harris chọn vị trí đứng. Cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris do ABC News chủ trì.
Khi tranh luận, mỗi ứng viên sẽ có 2 phút để trả lời câu hỏi, 2 phút để phản bác và 1 phút để theo dõi, làm rõ hoặc trả lời. Sẽ không có khán giả và mỗi ứng viên sẽ có 2 phút để tuyên bố bế mạc. Mỗi ứng cử viên sẽ nhận được một cây bút, một tập giấy và một chai nước. Không ai được phép mang theo bất kỳ ghi chú viết sẵn hoặc đạo cụ nào lên sân khấu và nhân viên chiến dịch không được phép tương tác với ứng cử viên trong thời gian nghỉ quảng cáo. Bà Harris đã cho biết bà cao 1m62,5 và chiều cao sẽ tăng lên nếu đi giày cao gót. Ông Trump cao 1m90,5. Có vẻ như trước thêm tranh luận, ông Trump đã tính toán rất chi tiết những gì cần phải làm khi bước lên lễ đài và vạch định những chiến lược thật ấn tượng để có thể mang ra so kè với bà Harris. Còn với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, bà cũng đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình. Nhưng dường như cả hai ứng viên này đều rẽ theo hai hướng khác nhau trong kế hoạch của mình. Cuộc tranh luận Tổng thống vào ngày 10 tháng 9 năm 2024 do ABC News tổ chức tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia sẽ là cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và có thể là duy nhất giữa Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Hồi tháng 5 năm 2024, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã đồng ý sẽ tham gia hai cuộc tranh luận, một do CNN tổ chức vào tháng 6 năm 2024 và một do ABC tổ chức vào tháng 9 năm 2024. Màn thể hiện không như kỳ vọng tại cuộc tranh luận hồi tháng 6 năm 2024 và sức ép từ Đảng Dân Chủ sau đó đã khiến ông Biden quyết định dừng tranh cử. Cuộc tranh luận thứ hai cũng vì thế mà bị đặt dấu hỏi. Ông Trump nhiều lần ám chỉ sẽ không tham gia tranh luận do ABC tổ chức và chỉ trích kênh truyền hình này. Tuy nhiên, sau khi bị bà Harris công kích, cáo buộc ông lùi bước, cựu Tổng thống đã đồng ý tham gia sự kiện vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, đồng thời đề xuất nên có thêm các cuộc tranh luận trên Fox và NBC News. Phía bà Harris chỉ đồng ý với cuộc tranh luận trên ABC. Cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 năm 2024 sẽ kéo dài 90 phút do hai người dẫn chương trình của ABC là David Mui và Lindsay David điều hành. Cuộc tranh luận sẽ diễn ra mà không có khán giả. Trong suốt quá trình, dự kiến có hai lần quảng cáo. Khi đó, đội ngũ tranh cử của hai bên sẽ không được phép tương tác với các ứng cử viên. Các quy tắc khác sẽ tương tự như một cuộc tranh luận do CNN tổ chức. Micro của các ứng viên sẽ chỉ được bật khi đến lượt họ phát biểu. Đây cũng là vấn đề mà hai bên đã bất đồng trong nhiều tuần qua. Chiến dịch của bà Harris lập luận rằng micro của cả hai ứng viên nên được bật trong suốt cuộc tranh luận. Phó Tổng thống cũng hy vọng có thể tận dụng các kỹ năng của mình với tư cách là một công tố viên trước đây để đối đầu trực tiếp trên sân khấu với ông Trump. Tuy nhiên, phía Trump muốn giữ quy tắc tắt micro như cuộc tranh luận đầu tiên. Trong một lá thư gửi ABC, chiến dịch của bà Harris nói rằng Phó Tổng thống sẽ bất lợi vì quy định tắt micro, nhưng họ chấp nhận các điều khoản để không gây nguy hiểm cho cuộc tranh luận. Hai ứng cử viên có cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau để chuẩn bị cho cuộc tranh luận vào thứ ba. CBS News dẫn các nguồn tin cho biết ông Trump không chú trọng vào việc tập dượt các tình huống tranh luận giả định mà dành thời gian rà soát lại quan điểm chính sách thông qua các cuộc thảo luận với các cố vấn, chuyên gia chính sách và các đồng minh. Cố vấn cấp cao của ông Trump, Jason Miller, đã chủ trì các cuộc thảo luận bao gồm các phiên họp với các quan chức chính quyền Trump, Stephen Miller, cố vấn chính sách chiến dịch tranh cử của Trump, Vincent Haley và cựu hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard cùng nhiều người khác. Các phiên họp tập trung chủ yếu vào việc giúp ông Trump làm rõ thông điệp trong nhiều vấn đề, từ kinh tế đến nhập cư và nền dân chủ nói chung. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng lên lịch một loạt sự kiện trong những ngày trước cuộc tranh luận, chẳng hạn như bài phát biểu chính sách vào tuần trước tại Câu lạc bộ Kinh tế New York nhằm giúp ông Trump nhấn mạnh thông điệp của mình trước công chúng. Những người giúp ông Trump chuẩn bị cũng khuyên ông tập trung câu trả lời vào các vấn đề chính sách cốt lõi mà ông được đánh giá cao hơn bà Harris, chẳng hạn như kinh tế, nhập cư và tội phạm. Một cố vấn cấp cao của ông Trump nói với CNN, phần quan trọng nhất là tìm ra điểm xoay trục, tìm cách công kích đối thủ trong khi đánh lạc hướng sự công kích từ đối thủ. Vấn đề không phải là bà Harris có ngắt lời ông ấy hay không, hay bà ấy sẽ hành động như thế nào, mà là ông ấy phải tập trung vào các chính sách có ưu thế hơn, đó là trọng tâm.
Bà Harris đã đến Pittsburgh, Pennsylvania từ hôm 5 tháng 9 năm 2024 và sẽ ở lại đây cho đến cuộc tranh luận ngày mai. Bà chủ yếu ở trong khách sạn, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng trong thời gian ngắn. Các trợ lý cho biết bà Harris đã nghĩ đến cuộc tranh luận với ông Trump kể từ thời điểm Tổng thống Biden tuyên bố dừng tranh cử vào cuối tháng 7 năm 2024. Không có ứng cử viên Tổng thống nào trong thời đại hiện đại tham gia nhiều cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình hơn ông Trump. Phó Tổng thống Harris và nhóm của bà đã nghiên cứu kỹ lưỡng cả 6 cuộc tranh luận đó, gồm 3 cuộc với bà Hillary Clinton năm 2016, 2 cuộc với ông Biden năm 2020 và 1 cuộc với Biden vào tháng 6 năm nay. Bà Harris cũng đã trao đổi rất nhiều với cả bà Clinton và ông Biden về các cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump với hy vọng sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm của họ. Mặc dù bà Harris đã lên chiến lược đặt câu hỏi cho đối thủ Donald Trump, nhưng đội ngũ chiến dịch của bà phải tìm cách tiếp cận mới vì lo ngại rằng khả năng tương tác hiệu quả nhất với cựu Tổng thống sẽ bị cản trở do các hạn chế về micro. Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg, người đã tham gia vào quá trình chuẩn bị tranh luận giữa bà Harris với cựu Tổng thống Mike Pence năm 2020, ca ngợi kỹ năng tranh luận của bà Harris, nói rằng bà Harris là một nhà lãnh đạo có khả năng tập trung cao và rất kỷ luật. Nhưng ông lưu ý rằng sẽ cần sự tập trung và kỷ luật gần như siêu phàm để đối phó với ông Donald Trump trong cuộc tranh luận. Ông Buttigieg nói như vậy hoàn toàn không phải là quá lời, không phải vì ông Trump là bậc thầy trong việc giải thích các ý tưởng chính sách và cách chúng sẽ giúp ích cho cử tri, mà là vì ông ấy là bậc thầy trong việc biến mọi hình thức hoặc định dạng trên truyền hình thành một chương trình chỉ nói về ông ấy. Có lẽ ông Donald Trump đã thực sự quay trở lại với cuồng quay của cuộc bầu cử Tổng thống 2024 khi ông tích cực tung ra những chính sách mới hiệu quả để lại ấn tượng trong lòng người theo dõi. Và màn song đấu sắp tới đây hứa hẹn sẽ có rất nhiều tình tiết đặc biệt giữa hai ứng cử viên. Không biết trong lúc xảy ra màn tranh cãi nảy lửa, cả hai sẽ tung ra độc chiêu gì để đánh bại được đối thủ. Tất cả cùng chờ đợi vào cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 năm 2024 tới đây. Cuộc thăm dò kéo dài 3 ngày được tiến hành từ ngày 23 tới ngày 25 tháng 8 năm 2024 cho thấy cách tiếp cận của cựu Tổng thống Trump đối với nền kinh tế và việc làm được 43% cử tri ưa thích, nhiều hơn con số 40% thích cách tiếp cận của bà Harris. Cuộc thăm dò trước đó của Reuters IPSOS vào cuối tháng 7 năm 2024 cho thấy ông Trump có lợi thế 11 trên 2024 điểm về nền kinh tế. Về tội phạm và tham nhũng, bà Harris và ông Trump có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau là 40% cho mỗi người. Trong cuộc thăm dò vào tháng 7 năm 2024, bà Harris kém ông Trump 5 điểm. Tuy nhiên, tính tổng thể, cuộc thăm dò của Reuters IPSOS vào cuối tháng 7 năm 2024 cho thấy bà Harris dẫn trước 1 điểm phần trăm so với ông Trump, là 43% so với 42%. Các bài phát biểu vận động tranh cử của ông Trump thường chỉ trích cách quản lý nền kinh tế của Tổng thống Biden khi lạm phát cao trong nhiều năm. Bà Harris đã cam kết kiểm soát giá cả thông qua các nỗ lực như chấn áp tình trạng thổi giá tại các cửa hàng tạp hóa. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là 26% cử tri đặt nền kinh tế là vấn đề hàng đầu, 22% chọn chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ, 13% chọn nhập cư. Về vấn đề chủ nghĩa cực đoan, 42% cử tri chọn bà Harris so với 36% chọn ông Trump. Nhưng về chính sách nhập cư, cựu Tổng thống Trump có lợi thế hơn với 45% cử tri lựa chọn so với 37% chọn Phó Tổng thống Harris. Không ứng cử viên nào được ưa chuộng rộng rãi, với 59% cử tri nói rằng họ có quan điểm là không thuận lợi về ông Trump, 52% nói như vậy về bà Harris. Bà Harris được 47% cử tri coi là thuận lợi so với 39% của ông Trump. Cuộc thăm dò thu thập phản hồi trực tuyến từ 1.028 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, bao gồm 902 cử tri đã đăng ký.